ngành ngân hàng năm 2023 tăng trưởng tín dụng giảm, NIM thu hẹp, rủi ro chất lượng tài sản suy yếu. Trong báo cáo phân tích mới phát hành, bộ phận phân tích của công ty cổ phần chứng khoán VnDirect cho rằng ngành ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả bên trong và ngoài nước. Theo đó, việc cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất mạnh đã khiến chỉ số DXY leo lên mức cao nhất trong hai thập kỷ, tạo ra áp lực giảm giá đối với hầu hết các đồng tiền trên thế giới trong vài tháng gần đây và Việt Nam đồng không phải là ngoại lệ. Cùng với việc bán đô la Mỹ để ổn định tỷ giá, ngân hàng nhà nước ngân hàng nhà nước đã nới biên độ giao dịch Việt Nam đồng từ 3% lên 5% và tăng lãi suất điều hành lần thứ hai liên tiếp, thêm 2% trong những tháng vừa qua. Theo VN Direct, việc tăng mạnh lãi suất điều hành đã tác động trực tiếp đến lãi suất huy động của tất cả các kỳ hạn và các ngân hàng đều đã phải tăng lãi suất huy động với tốc độ tương tự như vậy. Tuy nhiên, lãi suất cho vay khó có thể theo kịp với chi phí huy động vốn tăng cao do ngân hàng nhà nước đã và đang yêu cầu các ngân hàng thương mại duy trì mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Do đó, việc tăng lãi suất mạnh mẽ nói trên sẽ tác động tiêu cực đến biên lãi dòng NIM của các ngân hàng với chi phí vốn cao hơn, VN Direct đánh giá. VN Direct tin rằng mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn chỉ khi áp lực từ đồng đô la Mỹ giảm bớt. Hiện tại, Fed dự kiến sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất nữa trong hai tháng cuối năm nay. Do đó, căng thẳng này có thể còn kéo dài đến ít nhất là hết nửa đầu năm 2023. VN Direct tự nhận thấy một vấn đề khác rất đáng lưu ý đó là rủi ro đứt gãy thanh khoản giữa các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể ảnh hưởng lên chất lượng tài sản của các ngân hàng. Cụ thể, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với chi phí lãi vay cao hơn, điều này làm giảm khả năng sinh lời và gia tăng áp lực nợ vay. Mặt khác, thị trường vốn Việt Nam đang bị cản trở khi tín dụng từ ngân hàng hạn hẹp và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị siết chặt. Do đó nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận đủ nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và gánh nặng đáp ứng nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp có thể tác động xấu lên chất lượng tài sản của các ngân hàng từ năm 2023 trở đi, VN Direct nhận định. Do chính sách tiền tệ bị thắt chặt và những bất ổn vĩ mô, VN Direct dự báo ngành ngân hàng trong năm 2023 đến 2024 sẽ gặp nhiều trở ngại hơn liên quan đến tăng trưởng tín dụng chậm lại áp lực hy sinh lợi nhuận nim thu hẹp và đối mặt với những lo ngại về chất lượng tài sản